thấy những cái phục trang và hóa trang của các bạn tham dự party thì khiến cho Huy rất là hưng phấn. Bây giờ nó còn rất là hơi sớm nhưng mọi người đã đến rất là đông. Quân mới đến được có vài phút thôi nhưng mà đã cảm thấy rằng là mọi người đang rất là ready. Trên này đang cảm thấy rất là nôn nao để có thể bắt đầu một cái buổi lễ Halloween với mọi người. I can't wait to party.